Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ thuốc giả có lợi ích nhóm thao túng sức khỏe nhân dân. Tin Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố và nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị kỷ luật liên quan đến việc cấp phép lưu hành thuốc giả đang hâm nóng mạng xã hội. Ông Trương Quốc Cường vào hôm 3 tháng 11 đã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi cho phép nhập khẩu và tiêu thụ từ Việt Nam 7 loại thuốc giả nhãn mác trong thời gian ông giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Cùng khoảng thời gian này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, người đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm Bí thư Đảng ủy trong thời gian xảy ra sai phạm thuốc giả. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam. Đo lường tác hại của thuốc giả có lẽ là một trong những thách thức lớn nhất, không những liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân và người bệnh, mà còn là y đức của thầy thuốc. Từ vụ thuốc giả đến nghi vấn lợi ích nhóm, chuyện gì đã xảy ra ở Bộ Y tế đến như vậy? Nhiều người cũng không khỏi bất ngờ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 4 tháng 11 thông báo kết luận kỷ luật về mặt đảng, các tập thể, cá nhân tại Bộ Y tế, trong đó có cả những người đang giữ những trọng trách chống dịch. Trong 10 năm qua, ngành y tế đã xảy ra một số việc gây bức xúc kéo dài trong dư luận. Trong số này, nổi cộm là vụ án thuốc giả khi Cục Quản lý Dược và các cán bộ, nhân viên có liên quan đã cấp số đăng ký lưu hành nhiều loại tân dược giả nguồn gốc, xuất xứ mang nhãn hiệu HIT 2000 và Helix Canada để lọt các thuốc giả này vào danh sách danh mục chữa bệnh của bệnh viện và quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả nhiều tỷ đồng. Ông Trương Quốc Cường đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc giả nhãn mác của công ty HIT 2000 được đăng ký nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá lên tới 151 tỷ đồng. Cụ thể, theo kết quả đấu thầu của các bệnh viện trung ương và sở y tế các tỉnh thành, riêng năm 2013, Việt Nam Pharma và các công ty liên quan đã trúng thầu nhiều tỷ đồng để cung cấp thuốc do HIT 2000 sản xuất vào các bệnh viện. Đây là hình ảnh ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Điều đáng nói là sau khi các thuốc đã trúng thầu và được sử dụng tại các bệnh viện từ năm 2013, thì mãi đến ngày 13 tháng 11 năm 2014, Cục Quản lý Dược mới có công văn gửi Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết Cục Quản lý Dược đang gửi văn thư cho phía Canada xác minh thông tin liên quan đến việc thành lập hoạt động của công ty HIT 2000 Canada. Như vậy, thời gian qua các thuốc giả này được lưu hành tại bệnh viện và thị trường thuốc chữa bệnh kéo dài cả năm, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và túi tiền của người bệnh, cũng như nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Và câu hỏi đặt ra là có lợi ích nhóm hay không ở trong này. Lĩnh vực trang thiết bị y tế là lĩnh vực rất nóng của ngành y tế, nhưng thời gian qua lại có nhiều lùm xùm xảy ra, đặc biệt là về thách thức quản lý giá. Vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng lên, việc mua sắm máy xét nghiệm RT-PCR và các sinh phẩm phục vụ xét nghiệm tăng theo. Nhiều địa phương không thể mua sắm đúng giá. Một trong những nguyên nhân là do Bộ Y tế không có biện pháp công khai giá trong trang thiết bị nhập khẩu và trúng thầu trước đó. Kết quả của việc mua sắm tù mù là nhiều tỉnh thành mua máy xét nghiệm RT-PCR với giá từ 5 đến 8 tỷ đồng, trong khi bình thường máy xét nghiệm tương tự chỉ có giá xấp xỉ khoảng 2 tỷ đồng. Cuối năm 2020, Bộ Y tế đã mở cổng công khai giá, trong đó có giá trang thiết bị, nhưng cách làm vẫn hết sức trời ơi khi cho doanh nghiệp tự công bố giá mà không có cơ chế để kiểm tra, xác minh, quản lý. Đây là hình ảnh Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội và các bị can tham gia trục lợi nâng khống giá mua máy xét nghiệm COVID-19. Có tình trạng doanh nghiệp niêm yết giá cao, các bệnh viện mua theo giá niêm yết này và tốn rất nhiều tiền. Chẳng hạn như loại máy thở công khai giá trên trang chính thức của Bộ Y tế là hơn 900 triệu đồng, nhưng trong những ngày dịch nóng bỏng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, giá bán chỉ 425 triệu đồng. Tương tự, mới đây, giá nhiều loại xét nghiệm nhanh cũng công bố ở mức cao, khiến địa phương bối rối khi lựa chọn mua sắm phòng chống dịch. Dư luận người dân lo ngại và đặt vấn đề liệu có chuyện lợi ích nhóm trong ngành y tế hay không khi đã có nhiều cán bộ y tế, lãnh đạo bệnh viện bị khởi tố, bị kỷ luật liên quan đến các vụ đấu thầu
mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Điển hình là vụ ba lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai bị khai trừ ra khỏi đảng. Trong đó, nguyên giám đốc và nguyên phó giám đốc bệnh viện đang bị bắt giam do liên quan đến vụ nâng khống giá robot mở mổ nội soi, đầu tư diện xã hội hóa ở bệnh viện này. Cũng mới đây nhất, giám đốc đương nhiệm của Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Quang Tuấn, hiện đã bị đình chỉ công tác và bị khởi tố thì liên quan đến vụ mua sắm đấu thầu của Bệnh viện Tim Hà Nội, nơi ông là giám đốc từ năm 2012 cho đến 2020. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Liên quan đến đề nghị kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, thông báo trên trang điện tử, Ủy ban Kiểm tra Trung ương viết rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và nhiều đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh, liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, vân vân. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng lớn đến chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành y tế. Phản ứng trên các trang mạng xã hội, bạn Phan Trắc thì viết trên trang Facebook của tiếng Việt BBC News rằng ngành y tế Việt Nam đã có vấn đề từ bao lâu nay rồi, song khổ nỗi nhóm lợi ích cứ bao che cho nhau để bảo vệ quyền lợi cá nhân mà xem thường quyền lợi và sinh mạng của người dân. Bạn Minh Thăng thì trao rằng nghĩ mà sợ, từ Bộ Y tế đến giáo sư, bác sĩ quá nặng đồng tiền, mất hết bản chất và giá trị lương tâm để cho nhiều bệnh nhân nghèo khổ, dồn người nghèo, người bệnh đến mức đường cùng của bệnh tật, đói rách, bán hết đồ đạc, nhà cửa chỉ vì những kẻ tham lam bán hết lương tâm. Bán thuốc giả, giết hàng ngàn người bệnh, còn lừa đảo khánh kiệt quệ gia đình bệnh nhân, tội nặng gấp ngàn lần thằng giết người cướp của. Vậy xử như thế nào đây? Câu hỏi được đặt ra. Bạn Lê Hồng Trường thì đưa ra kết luận, tội nặng nhất phải là kẻ đứng đầu, vì chính kẻ đó đã thao túng và đạo diễn cả một ekip lãnh đạo tham nhũng theo vây cánh trong ngành y tế. Đây là hình ảnh mạng xã hội mới đây nổi giận khi bộ giá xét nghiệm nhanh trong siêu thị tại Đức niêm yết giá chỉ có 0,95 euro, tức là tương đương với 27.000 đồng. Trong khi đó, giá mà Bộ Y tế duyệt chi tới 235.000 đồng, tức là gần gấp 10 lần. Công ty Việt Nam Pharma được thành lập từ tháng 10 năm 2011, bị Tòa án Việt Nam qua các cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm kết luận là đã buôn bán hàng giả. Cơ quan điều tra Việt Nam xác định từ năm 2012, Việt Nam Pharma đã làm giả hồ sơ tài liệu về nguồn gốc xuất xứ của một số loại thuốc chữa bệnh, trong đó có thuốc ghi nhãn H. Cavita 500mg chữa ung thư và nhà sản xuất là Helix Canada và 4 loại thuốc mang nhãn mác như hết 2.000 Canada giả. Một số loại thuốc này sau đó đã được Cục Quản lý Dược cấp phép lưu hành và đã được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện trên cả nước. Trước khi ông Trương Quốc Cường bị khởi tố, đã có một số cựu quan chức của Cục Quản lý Dược đã bị khởi tố với các tội danh như thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa án phúc thẩm tháng 5 năm 2020 đã tuyên cựu Chủ tịch Việt Nam Pharma Nguyễn Minh Hùng bị cho là chủ mưu án tù 17 năm. Cựu Giám đốc Công ty Thương mại và Hàng hải Quốc tế Võ Mạnh Cường bị cáo buộc cho là đồng chủ mưu, lĩnh án 20 năm tù. Và xã hội Việt Nam cứ thế rối ren không ngừng. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lâm Bò Vàng, cuộc chiến không tiếng súng. Từ câu chuyện miếng bít tết dát vàng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam có nickname là Lâm Bò Vàng. Liệu cư dân mạng có còn định rắc gì xuống ông đây nữa hay không? Và rắc vào ai nữa? Nếu vào các đồng chí bộ trưởng hay các ủy viên Bộ Chính trị, thì nhớ rắc vào những món lịch sự đừng quá dậy mùi, kể cả thơm lẫn thối. Xử lý khủng hoảng truyền thông như vừa qua thì đúng là bốc thơm thành thối. Yêu nhau mà lại bằng 10 phụ nhau. Đón rước Tô Lâm linh đình ngay tại sân bay Nội Bài, còn nổi hơn cả ông Thủ tướng khi về hôm trước đó.
hôm sau đã bố trí đăng đàn diễn thuyết về pháp luật và đạo đức là hai thứ mà Tô Lâm không hề có, qua vụ đớp miếng bít tết giữa lúc dân đang khốn khổ, khốn nạn vì đại dịch Covid-19. Nhiều người đang thiếu đói. Đây là hình ảnh khủng hoảng truyền thông ở Việt Nam và quốc tế đối với ông Bộ trưởng Bộ Tô Lâm đã xảy ra sau miếng bò dát vàng được đút tận miệng ông Bộ trưởng Tô Lâm tại London. Đáng ra, ông Tô Lâm phải kỷ luật mấy tay công an Đà Nẵng. Làm thế có khác gì đổ dầu vào lửa. Khổ nỗi, truyền thông được đảng nuôi trong tay áo, nên với bất cứ scandal nào, đảng đều nghĩ là có thể giải quyết bằng dùi cui và còng số 8. Rắc muối, rắc hành, rắc cám và còn rất nhiều thứ nữa. Thử làm một phép rắc nhanh, gõ bò Tô Lâm Google cho khoảng 69 triệu kết quả chỉ trong vòng có 0,69 giây. Không thể tin nổi, thế này thì đích thị là khủng hoảng truyền thông toàn cầu rồi. Khủng hoảng truyền thông cỡ này thì không thể cứ để lâu cứ trầu hóa buồn được. Lại càng không có cách nào hiện thực hóa được chủ trương, cứ để mọi việc tự chìm xuống. Mà nó đâu có chịu chìm, nó cứ nổi lành phành, thậm chí ngày càng nổi hơn. Nhất là khi công an Đà Nẵng triệu tập chủ quán bún bò Bùi Tuấn Lâm, người đã quay cảnh bản thân bắt chước đầu bếp nổi tiếng giết bề. Từ nay chúng ta có thể chứng kiến nhiều hồi và nhiều vở hí kịch này, nếu như cao trào rắc sẽ nổi lên như nấm mọc sau mưa. Từ bò đỏ thành bò vàng, vụ Tô Lâm không phải chỉ là phép thử với cá nhân ông Tổng Bí Thư, mà còn cả với hệ thống chính trị lẫn công quyền tại Việt Nam. Nếu không giải quyết scandal Tô Lâm đến nơi đến chốn, thì các tuyên bố về tự chỉnh đốn, những cam kết về nỗ lực loại trừ các đảng viên gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và ngành, chỉ là trò đại bịp của ông Tổng Bí Thư mà thôi. Đây là hình ảnh hàng loạt trang báo quốc tế đăng video và hình ảnh về thánh rắc muối Peter Lâm Bùi đã bị triệu tập sau khi làm video nhại thánh rắc muối với bữa tiệc đắt đỏ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nếu 17 ủy viên còn lại trong Bộ Chính trị của Việt Nam đủ sạch, đủ tử tế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tập thể ấy nhất trí dung dưỡng những cá nhân như ông Tô Lâm. Công khai thỏa hiệp với cái sai, cái xấu chỉ có thể xảy ra trong tình huống cá mè một lứa. Nếu không là cá mè một lứa thì làm sao có chuyện cản rỡ tới mức lập tổ công tác dọa dẫm lương dân chỉ vì dám đùa cợt xưng là thánh rắc hành, ảnh hưởng đến uy tín của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dại dột để thánh rắc muối, biến cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền của mình thành bông sung cho thiên hạ lên án về đạo đức, tác phong, thì chính công an, ngành do ông Tô Lâm lãnh đạo đã kích động để rắc trở thành một động từ bày tỏ sự khinh bỉ cái chế độ mà trước nay ngành này vẫn tận tâm, tận lực bảo vệ. Sau vụ dọa dẫm cưỡng ép thánh rắc hành ở Đà Nẵng nhận lệnh triệu tập, Võ Hồng Ly đã đưa công khai lên trang Facebook một clip giới thiệu việc rắc đậu phộng, kèm thông báo rằng nhà hàng giờ không dám rắc gì nữa nên khách phải tự rắc luôn. Đúng là bán bún 10 năm, không ai biết rắc hành một phút bỗng nổi danh. Đà Nẵng có thánh rắc hành thì ở Sài Gòn cũng có thánh rắc đậu phộng. Trước dấu hiệu rắc có thể trở thành cao trào, Minh Hoàng Trần thắc mắc rằng có chủ trại heo nào muốn làm thánh rắc cám hay chưa? Đây là hình ảnh sau video thánh rắc hành của Peter Lâm Bùi trên trang Facebook đã xuất hiện vài chục video clip nhại lại thánh rắc muối để thực hiện rắc tiêu, rắc đậu phộng và cả rắc phần. Liệu mô hình công an Đà Nẵng có được triển khai trong toàn quốc hay không là câu hỏi được đặt ra. Lập hẳn không phải một mà nhiều tổ công tác đến tận các nhà thánh rắc để diễu võ, dương oai. Đột nhập vào tư gia, ngoài những người trực tiếp thuyết phục hay dọa dẫm ép các thánh nhận lệnh triệu tập, những người khác cũng vây vòng trong vòng ngoài thi nhau quay phim chụp ảnh, gây không khí khủng bố tinh thần cho đương sự. Trước đó, chừng 10 ngày, ông Bùi Tuấn Lâm có trang Facebook với nickname là Peter Lâm Bùi. Trên đó, ông đã thực hiện một video clip nhại rắc hành của thánh rắc muối đút tận miệng ông Bộ trưởng Bộ Tô Lâm miếng bò dát vàng tại nhà hàng ở London. Và Tô Lâm có trở cờ lần thứ hai hay không cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Cũng vào sáng ngày 18 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã chủ trì cuộc họp để thảo luận cho ý kiến về chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi. Ông Trọng đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần mới của Trung ương. Đây là hình ảnh miếng thịt bò của ông Bộ trưởng Tô Lâm có giá tới 45 triệu đồng, tức là tương đương với 3.000 ổ bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch COVID vừa qua. Tổng Bí thư cũng yêu cầu tạo cho được một tinh thần mới, khí thế mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Phát biểu đến đấy, ống kính của TV zoom cận cảnh, ông Trọng đành lại, dằn giọng nhắc đến thanh kiếm và lá chắn, tức là công an, rồi lạnh tanh, lẩy câu kiều như sau. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông dưới xuống, người ta trông vào. Ống kính trở lại với toàn cảnh cuộc họp, hàng triệu đôi mắt trước đó nhìn màn hình TV tối và đêm hôm ấy, chứng kiến cảnh Tô Lâm cúi gằm mặt xuống, làm như đang nghiên cứu tài liệu. Giải mã mấy giây đồng hồ này có thể kể ra nhiều câu chuyện liên quan đến miếng bít tết của ông Tô Lâm. Tiền nhân xưa dạy con cháu rằng, miếng ăn là miếng nhục, đáng ra ông Trọng không nên sát nối vào lòng đàn em như thế. Đáng ra ông Trọng phải nề tình cho trạng thái hùm thiêng khi đã xa cơ cũng hèn của Lâm bít tết. Chẳng gì thì Tô Lâm cũng quay xe bỏ Bà Dũng và bố già Nguyễn Văn Hưởng. Đúng lúc thì Tổng Bí thư mới có ngày hôm nay. Quả là rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào. Cuộc họp ấy cũng giống như cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Và liệu ông Trọng có biết được rằng những ai đang cười nụ và những ai đang khóc thầm hay không? Lẽ ra giờ là lúc ông Tổng Bí thư không nên chuốc thêm kẻ thù. Ông vừa gia cố lại cái quy định 19 điều, xem chừng đang vào hồi rượu dã. Những kẻ muốn phế Tô Lâm đang dùng kế đánh bắc cầu đấy, muốn hạ bệ ông, họ quyết tước thanh kiếm lá chắn đang hộ giá ông. Đây là hình ảnh minh họa của đài BBC giới thiệu video mang tựa đề Bộ trưởng Tô Lâm và tiệc steak danh vàng thế giới. Vì mới mít tết còn con ấy, ông chớ ép Tô Lâm trở cờ lần nữa. Hẳn ông biết sức ép tứ bề đang đòi thay cái đảng quyền, tức là độc tài tham nhũng, bằng cái pháp quyền, là kể cả pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tương quan lực lượng bây giờ là 3-1. Chính phủ, quốc hội lẫn nhà nước, qua mấy buổi chất vấn nảy lửa, ông đã thấy số phận Tô Lâm hẳn nhiên không phải là một mình ông quyết định. Toàn đảng, toàn dân biết tội Tô Lâm tỏ lắm. Ông Trọng đã vì đại cục mà bỏ qua và gánh chịu cái xú ế của kẻ đốt lò không thiện lương. Và đương nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng cũng biết rất rõ, giờ mà ông ngã ngựa thì kiến sẽ ăn cá. Vậy ông sẽ thúc thủ hay dãy dụa tiếp đấy? Vòng vây dường như đang khép dần đối với ông. Thanh kiếm và lá chắn cũng đã rỉ và cũng cùn. Trong cuộc chiến không tiến súng hiện nay, với tuổi tác và sức khỏe của ông không thể chỉ dùng món võ lý luận của người Bắc để dẹp nạn thảo khấu trong cả nước. Như ông đã thấy, qua chống đại dịch cũng có nhiều đề nghị đổi tên nước thành Liên bang COVID-19, vì mỗi tỉnh đã trở thành một tiểu bang tự trị. Trên bảo, dưới không nghe là cánh én mùa xuân báo hiệu cuộc chiến trước sau cũng sẽ kết thúc. Xa xa, ánh bình minh đang ló dạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021 với bản tin Lâm bỏ vàng, cuộc chiến không tiếng súng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.